Hello mọi người, hôm nay có dịp thì Tâm sẽ review cho mọi người chuyến vượt đèo của chiếc VinFast Lux SA 2.0 phiên bản tiêu chuẩn nha. Thì cái đèo mình sẽ đi trong chuyến đi này là đèo Khánh Vĩnh ha, là mình sẽ xuất phát từ thành phố Đà Lạt, mình xuống Nha Trang rồi mình sẽ quay lại thành phố Đà Lạt trong vòng 2 ngày ha. Sáng hôm nay đi thì chiều ngày mai về. Thì Tâm sẽ review cho mọi người thấy về cái cảm giác lái nè, rồi các chế độ an toàn trên xe, cũng như là mức độ tiêu hao nhiên liệu nha. Tại vì có thời gian vừa rồi á, thì có rất nhiều người dùng ô tô á, băn khoăn về việc chọn lựa giữa xe điện hoặc là chiếc VinFast SA hoặc Lux SA 2.0. Thì mọi người cũng băn khoăn vì không biết có tốn xăng nhiều không, tại xăng hiện tại đang giá cao quá. Ok, mình sẽ đi vào cái xe này nha. Thì mình sẽ bắt đầu từ Xuân Thọ đến thành phố Đà Lạt, rồi mình sẽ chạy đổ xăng đầu tiên, rồi mình sẽ review cả chuyến đi và cả chuyến về luôn. Tại vì cái đèo Khánh Vĩnh là cái đèo gần như là hiểm trở nhất trong miền Nam nha, từ đoạn mà Phú Yên trở vào á, trừ các đèo cả đâu ra, thì từ miền Tây miền Nam thì cái đèo Khánh Vĩnh là đèo gần như khó chạy nhất. Thì mình sẽ review chuyến của cái chuyến đi này để thực tế cho mọi người biết, thì mọi người thấy được là trên chiếc xe đó sẽ có những vấn đề gì, và chúng ta sử dụng chiếc VinFast Lux SA 2.0 á thì có ưu điểm gì và nhược điểm gì. Ok, mời mọi người. Đây, thêm một điểm cộng cho chiếc VinFast Lux SA này nha mọi người. Mọi người thấy nè, kiểm tra lớp bên trái phía sau thì mình kiểm tra thì nó đúng là nó hơi yếu hơi thật, hơi mềm hơi thật. Thì thay vì các xe hiện đại sau này, hiện đại thì mọi người hay gắn thêm cái cảnh báo áp suất lớn đó. Thì cái xe này nó đã có sẵn hết luôn. Đây, có vấn đề lớp nó không riêng về áp suất lớp không, có vấn đề gì về lớp thì hoặc là về bánh đó, thì nó sẽ có cảnh báo trên đây. Nó sẽ làm cho mình biết được hiện tại cái lớp có vấn đề gì hay không. Tại vì có rất nhiều cái tai nạn do hơi yếu dẫn đến bị lạc tay lái hoặc là bị tai nạn ở trên cao tốc rất là nhiều nha. Đây, nếu mình biết như vậy, mình biết sớm. Thật sự Tâm lái xe cũng gần 10 năm rồi, nhưng mà mình không có cảm giác được. Nhiều khi cái đường nó lạ, hoặc là nó có ổ gà, hoặc là cái cảm giác lái của mình không để ý á, thì mình sẽ không nhận ra là một cái lớp nào đó, một bánh nào đó nó bị vấn đề. Nhưng mà có cái áp suất này mình xuống mình kiểm tra thì thấy nó đang bị mềm nè, yếu hơi nè, rồi chắc bị an ninh rồi. Mà an ninh thì nó sẽ không bị xì hơi liền nha. Đó, nó không bị xì hơi liền nên mình vẫn tiếp tục chạy được. Một là mình bơm vô mình chạy tiếp, hay là mình vẫn chạy thêm được vài chục cây số nữa đến cái ra ra để mình bán. Ok, tuyệt vời. Đây, mình tới Nha Trang mình kiểm tra sơ lại nha mọi người. Đầu tiên nè, về số km chúng ta còn đi được, có nghĩa là những lượng nhiên liệu còn lại trong mình nha, có thể chạy tiếp tục 285 km này. Đây, mức độ tiêu hao nhiên liệu đâu đó khoảng 10,3 lít trên 100 km nha, tại vì mình đang chạy đường hỗn hợp. Theo nhà sản xuất á, thì cái đường hỗn hợp thì đâu đó khoảng trên 10 lít trên chạy 100 km, còn đường nội đô thị á, thì khoảng 12-13 lít, còn đường trường á trên 7 lít 100 km thôi. Mình đang đi đường hỗn hợp, với lại chắc do mình đi từ trên Đà Lạt mình xuống Nha Trang á, thì cái đường là đường đèo, mình chỉ thả dốc thôi nên xăng nó đỡ bị hao nhiều, mà đường về chắc chắn sẽ hao xăng rất là nhiều rồi. Sương mù rồi đó, tầm nhìn xa 1 mét không rõ. Đường này đi đã ha, đường này đi cảm giác lái sướng, dịu êm, xe nó chắc. Cái xe mà yếu nên nó sạc đi, cái sương mù dày mà cái đèn sáng vậy nó cứu nổi. nay. Sau gần 3 tiếng xuất phát từ Nha Trang, bây giờ về tới Đà Lạt nha mọi người. Đây mình kiểm sơ qua về nhiên liệu nha. Đây lúc 8 giờ xuất phát, lúc 5 giờ chiều. 8 giờ nha các bạn, Đà Lạt. Đây sơ qua nhiên liệu nha. Xăng chỉ còn đi được dưới 60 km nha. Đây, báo đỏ đây nè. Đây, dưới 60 km thì sẽ không có báo chính xác ở trên, mà nó sẽ báo màu đỏ nha mọi người. Đây. Chỉ báo đỏ thôi. Thì cái trước khi mình đi á, là mình ra cây xăng ở Đà Lạt á, mình đổ chính xác là 1 triệu đồng tiền xăng ha. Thì lúc đó xăng nó cũng còn khoảng 62-63 km á. Nó báo đỏ nhưng mà nó chưa bị mất luôn cái báo km còn lại. Thì nó lên được 417 km. Mình đi từ Đà Lạt xuống Nha Trang thì chính xác tầm khoảng 120 cây số và đường đèo nha. 120 cây số thì chuyến xuống chuyến về tổng cộng 240 cây số đường đèo, cộng thêm cái xuống Nha Trang đi đâu đó quanh quanh nội ô Nha Trang đi ăn uống vòng vòng thì chắc tầm khoảng 20 cây số đi, thì tổng là 240 với 200, tổng 250 cây số đường đèo thì hết khoảng 1 triệu tiền xăng nha. Mình chấp nhận được mà xe mình chở rất là nhiều, chở đủ full 6 người lớn với đồ đi xuống mang nhiều rồi hải sản nó mang lên đầy hết nha mọi người. Cộng thêm khúc là bị sương mù ở giữa clip á, nên phải chạy chậm mò. Từ cái đèo Khánh Vĩnh từ Sài Gòn, từ Nha Trang Đà Lạt á, thì có một cái đoạn giáp ranh giữa Khánh Vĩnh để giáp ranh giữa Nha Trang và Đà Lạt, lúc nào nó cũng sẽ có sương mù nha, sương mù quanh năm 24/24. Vâng, đó là toàn bộ chuyến hành trình Đà Lạt Nha Trang của gia đình mình nha. Gia đình mình có tới 6 người, với một chị em nữa là 7 người đi trên xe Lux SA 2.0. Thì về không gian á, thì thật sự khoang tài và khoang phụ ở trước á, thì nó rộng rãi nha. Hàng ghế kế sau nó cũng rất là rộng, hàng ghế giữa. Nhưng mà 2 ghế ở sau cùng á, thì 2 người lớn ngồi nó hơi chật nha mọi người. Gần như là cái chân không có chỗ để vừa thôi, không có nhúc nhích, không có cử động được. Thì cái đó cũng là hạn chế. Thực sự xe này cũng là 5+2 thôi chứ không phải xe 7 chỗ nữa, nên mình cũng chấp nhận về chuyện đó. Còn về cảm giác lái nha, cực kỳ chắc xe. Đi đường đèo Khánh Vĩnh, mọi người biết là đèo Khánh Vĩnh là cái đèo mà ở miền Nam là một trong những đèo mà nó nguy hiểm và nó khó chạy nhất, nhưng mà xe cực kỳ chắc chắn nha. Và đặc biệt có một đoạn mà từ Nha Trang tới Khánh Vĩnh, mà đoạn đèo Khánh Vĩnh với đoạn Nha Trang nháp giáp với lại Đà Lạt á, cái đoạn đó đặc thù là quanh năm đều có sương mù nha. Quanh năm sương mù thì chuyến xuống là bằng ngày chạy thì vẫn ok, không vấn đề nhiều, nhưng mà chuyến lên á, vừa mới chạy qua luôn thì sương mù dày đặc luôn. Càng về đêm sương mù càng dày đặc, mà sương mù đó là nó có quanh năm luôn. Và chạy thì vừa bật đèn ưu tiên mà được cái đèn xe cực kỳ sáng, cực kỳ bám đường nha, chạy rất là tự tin. Nhưng mà cũng phải nhờ vào việc mà mình chạy mình bám theo cái len đường đó. Chứ chạy chỉ dựa đèn không thể, tại vì sương mù chút dày đặc lắm. Còn về xăng á, thì mình vừa chạy thoải mái, mình chạy đường đèo thì đi về cộng thêm đi trong nội thành Nha Trang nữa, thì đâu đó ra chính xác là giá xăng hiện tại đang là 28.000 mấy á, 28.000 mấy 1 lít á. Mình đổ buổi sáng 1 triệu á, Thì cái lúc mình đi là xăng trong xe còn đâu đó khoảng 60 km, mình đổ thêm 1 triệu nên lên được 417 km. Mình chạy đi xuống dưới Nha Trang, đi vòng vòng Nha Trang chơi, cũng không đi xa, đi nội thành Nha Trang tầm khoảng 20 cây thôi. Mình quay ngược lại Đà Lạt thì xăng nó cũng vừa báo về mức 60, thì có nghĩa là mình vừa đi lên đi về, tổng cái diện tích đi lên về đường đèo là 240 km, tại vì xuống 120 về 120, xuống dưới đi vòng vòng nội thành Nha Trang đâu đó khoảng 30 nữa đi là 250, thì mình tốn hết 1 triệu tiền xăng nha. Thì đâu đó tầm 1 cây số khoảng 4.000, từ 3 đến 4.000, tại vì mình chạy đường đèo thì mình chạy cũng thốc ga, xe mình chở nặng nữa. Ok, qua clip này thì mong rằng quý vị có thể có được những thông tin thật thiết thực nhất và cái chuyến đi kinh nghiệm từ Nha Trang Đà Lạt. Tại vì ở trong miền Nam á, mà chúng ta đi du lịch hai cái điểm Nha Trang Đà Lạt là cực kỳ thích nha, tại vì Nha Trang là biển, còn Đà Lạt là núi, mà cái đèo đó thì cực kỳ đẹp. Mọi người nên trải nghiệm một lần. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người clip sau nhé. Bye bye.